Chào cả nhà, hôm nay mình tiếp tục đi kích cá, kiếm cá ăn cả nhà. Giờ mình đi nha. Bữa nay mình đi có mình rồi cả nhà. Cháu mình nó bệnh rồi, nó nghỉ. Cá trắng quá trời cả nhà. Đi của mình là vừa quay vừa chích hơi khó rồi cả nhà. Con gì chạy đây? Cái sạch quá trời. Không thấy gì trời. Có gì chạy đây? Cua. Lúc này lúa chưa có đập nên đi không có cá cả nhà. Mai mốt lúa người ta đập rồi lúc đó cá nhiều lắm nha. Giờ lúa chưa đập nên mình không có lội ruộng người ta được. Mình chỉ biết là mình đi mương với mấy cái đám ruộng trống vậy thôi. Có sạch không? Cá bự cả nhà. Cá bự nha. Trời ơi con cá chơi. Cá chơi trắng rồi cả nhà. Hết số rồi thiệt chứ. Quá thì khủng luôn nè. Nhìn bỏ vô nha. Trời ơi. Con cá này còn 700-800 gram cả nhà. Nè. Khủng chưa? Cái chai trắng nha. Giờ mình bỏ vô nha. Hết nổ thiệt. Bỏ vô không vô luôn. Bỏ vô cái mục dài hơn cái vỏ nè cả nha. Thấy chưa? Giờ mình đi tiếp nha. Hết nổ thiệt. Có còn con nào nữa không? Thường thường là nó một cặp á. Hy vọng là còn một con nữa. Đây, con gì đây? Thank you.
không biết cái gì nữa kìa nha. Chạy rồi, không biết chết không đó nè. Để anh mò thử nha. Cá phi rồi cả nhà, cá phi nha, giờ anh bỏ vô luôn nha. Đi tiếp đó nha. Cái này là dụng quang nha cả nhà. Rồi cá, cá cả nhà ơi, cá bự. Cá nè, chết rồi, không biết cá gì nữa nè. Anh mò thử nha. Cá phi nữa kìa nha. Cá phi nha. Giờ anh bỏ vô luôn nha. Đi tiếp nha. Đi có mình hơi khó quay cả nhà, vừa chích vừa quay khó. Cả nhà có gì cả nhà xem thông cảm nha. Còn có con gì nó giật giật cái chỗ đó nữa cả nhà, để mình mò lại thử nha, coi còn con nào nữa. Không có cả nhà, mình đi tiếp nha. Nước sâu lắm rồi cả nhà, tới đầu gối luôn á cả nhà. Nó vô cả nhà. Vô nha. Bỏ vô luôn nha. Cái này không phải lúa rồi cả nhà, này là cái đám ruộng người ta bỏ hoang á, này là lúa ma nha. Cá cả nhà. Chết rồi, không biết cá gì nữa. Cái vô nha.
cái vô con nào nó đã không, nó nu nhìn bỏ vô nha. Tiếp nha, cá cả nhà. Cá lóc nha, mình bỏ vô luôn nha. Cá cả nhà. Cá nha. Lóc nha, dành bỏ vô luôn nha. Đi tiếp nha, sảy luôn rồi. Ớt, ớt cái nhà ơi, ớt nha. Ớt nha, dành bỏ vô luôn nha. Cá cả nhà. Không biết cá gì nữa, anh mò thử nha. Đi qua. Vô nha, dành bỏ vô luôn nha. Tiếp nha, cá cả nhà. Cá lóc nè, mình bỏ vô luôn nha. Để tiếp nha, cá cả nhà. Cá lóc nè, cá lóc quá bự luôn nè, mình ta luôn nha, nhìn bỏ vô nha. Cá cả nhà. Đâm mò nha. Cái lóc nha.
đâu rồi? Đây, cái lóc nè, nhìn bỏ vô luôn nha. Đi tiếp đi nha. Giờ mình cũng về tới nhà rồi nha. Đây là cá mình đi được nãy giờ nè cả nhà. Được 2 kg nha. Ở đây có con cá lóc này cũng bự lắm nè. Cầm tay mình luôn á. Cỡ 3 lạng ạ. Với được con cá chê lai nha. Đây. Cái này là cá chê lai nha cả nhà, chứ không phải cá chê trắng. Hồi nãy mình tưởng cá chê trắng nhưng mà không phải nha. Nó là cá chê lai á. Người ta nuôi nó xảy ra và mình bắt được nè. Đây là được 2 cái cá cả nhà, với được con ếch nha. Đây con ếch mình bỏ trong cái vỏ nè. Thôi giờ mình cũng xin kết thúc clip ở đây luôn. Nếu cả nhà xem thấy hay thì hãy ủng hộ và chia sẻ giúp mình nha, để đón xem những clip mới nhất của mình. Mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Mình chào cả nhà nha.